Đẹp chưa? Đúng, nó ngon à. Đi nào đâu? Thấy gì sao đen được? Cho làm kỹ thôi chứ còn. Ừ đúng rồi, làm móc riêng đó. Móc kèn đẹp không? Mình đâu là mà làm dựng kỹ hết, móc xi là mình làm riêng hết. À, làm đừng có làm tùm lum cái nắp này, được cái móc kèn này đừng lấy tay mở. Bây giờ nó nhiễm. Cứ ba tay mở nó ngấm vô trong mấy cái kẽ này. Giữa đâu ra được không? Giờ anh xi vàng đúng không? Xi vàng sấy khô đi, rửa sạch sấy khô được rồi. Này hũ xi vàng nóng quá nè. Tắt hũ xi vàng đi. Rửa sạch đi. Thấy này nè. Thấy đi sấy sơ thôi, bật cái rượu sấy gió thôi. Anh lấy cọng dây luôn sấy đi em chị. Nhìn kìa. Cầm tay thoải mái luôn. Xì nóc. Cô thôi. Cô tí mình xì vàng thì mình ở Việt Nam mình thay độ lại sấy sấy. Đâu vô tay đâu mà sợ. À, đúng rồi đó, bạn ơi, bạn bạn nên nó khô khô tí được rồi. Thấy chưa, nó hết mấy tạp chất rồi, thế mình nhúng nước cắt cũng được. Mà thường thường mình nhúng nước cắt thì phải chuẩn sạch sẽ, mình vô mình làm nó dơ quá, sẽ sấy. Có con vàng không chưa? Thử nghiệm của vàng luôn. Được, nãy giờ xin đẹp quá trời. Hũ hũ nước xi thì do cái hàm lượng cái muối vàng thôi. Nhiều lúc nó nằm ở đây cái dưới đáy. Mình chiếc 50 thực tế đâu được, nó đâu được nhân phân đâu. Chiếc da nhiều lúc cái trên cái mặt nước trên toàn nước cắt con. Nó ngược nó ngộ đời đâu có đều được, được lắm cái sơ thôi được rồi, cũng khô được rồi, cái nóng quá thôi để chỉ cho móc, không cần thiết có móc bốn bên chứ rồi. Đâu có đèn đâu, xin lần nữa biết rồi rồi thì đi nó đẹp hơn, móc bốn bên chiều. Nhìn đúng không? Cái nhìn kỹ. Chở là dây lại không? Chở chứ. Nói chung cái nào nó gần cực dương thì nó lên màu nhanh hơn. Ngập mình đỡ dây mình sắp lại. Cho nó ngập xuống chứ. Ngập nó không để im dây lắm, dây không căng đó. Dây nhỏ xíu mà dừng dây bự mới sợ. Lúc đầu là lắm nè. Thấy nó đẹp được rồi. Anh tự nhìn đi, giờ tự si luôn đi. Đẹp được. Được rồi. Coi này cho. Cho nhiều vô, cho nhiều vô, cho nhiều vô. Em thấy hơi lợt quá. Đưa cho nó dần dần. Nhúng cho nó ngập xuống nhé. Lắc đi. Khó chứ nói khó, nó mới tập khó lắm. Khó canh cái màu. Để dần cái sợi. Thôi được rồi, nó đậm quá. Đen luôn nó bây giờ. Đỏ. Đỏ luôn. Lắc. Được rồi, được rồi. Được rồi, sao? Nhiều vàng, nhiều vàng. Vàng cũng yếu rồi. Để sao có gì yếu rồi, nhưng giờ nó yếu lắm rồi á. Ở Messi cũng nhiều. Xịt tí nước vô cho nó lên là. Thì xong mà xịt nước vô thì kìa. Đúng rồi, anh bỏ lên đó đừng cho hai chục cái chạm vô được rồi. À được rồi. Thì lúc bật máy tay mở lên nó chụp chạm vô nó cháy. Thấy khô thấy nóng. Nhưng mà có dính mà chưa được tươi đúng không? Sáng mới biết được. Anh nắp thì găm nào vàng anh đâu? Vàng này cũng yếu. Anh để chùm lại anh sáng. Chùm lại nhanh cua. Chùm dần lại sáng nó dễ luôn.
đẹp lắm á, do mình thi những cái điều tay cái thi cái đoạn vào máy đẹp lắm á. Quen tay nhìn, quen tay nhìn cái màu khó lắm. Em mới móc để đây tập, em tập xem được.